Trung Quốc phong tỏa Tây An và Đông Hưng, yêu cầu người dân ở nhà. Cố đô Tây An, miền Tây Bắc Trung Quốc, nơi sinh sống của khoảng 13 triệu dân, đã thắt chặt kiểm soát đi lại và đóng cửa các khu dân cư sau khi số ca COVID-19 cộng đồng ở đây tăng nhanh. Trong khi đó, Đông Hưng, thành phố giáp móng cái của Việt Nam, đã yêu cầu người dân ở trong nhà vì dịch. Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây. Trung Quốc hôm nay, ngày 23 tháng 12, đã hủy toàn bộ các chuyến bay nội địa và đặt tất cả các khu dân cư dưới sự quản lý khép kính do số ca mắc biến thể Delta tăng vọt. Kể từ ngày 9 tháng 12 đến nay, thành phố này đã ghi nhận tổng cộng 234 ca COVID-19 có liên quan đến một trường hợp ban đầu tại một trường đại học trong thành phố. Riêng trong sáng nay, Tây An lại phát hiện thêm 23 ca bệnh, trong khi ngày 22 tháng 12 vừa ghi nhận 63 ca mắc mới, chiếm phần lớn trong 71 ca bệnh cộng đồng của Trung Quốc đại lục. Tính đến nay, các ca bệnh từ Tây An đã lây lan sang năm thành phố khác. Trước tình hình này, chính quyền Thiểm Tây đã quyết định hạn chế đi lại với 13 triệu người dân Tây An. Chỉ vài ngày sau khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan thị sát thành phố và đánh giá tình hình dịch tại đây đang nghiêm trọng, phức tạp. Từ 0 giờ ngày 23 tháng 12, tất cả người dân Tây An được yêu cầu ở nhà. Mỗi hộ gia đình chỉ được phép ra khỏi nhà hai ngày trên lần để mua nhu yếu phẩm. Quyết định này đã khiến người dân đổ xô đến các siêu thị để mua đồ. Ngoài những nhu cầu đặc biệt như ốm đau hoặc tham gia chống dịch, mọi người không được khuyến khích ra ngoài. Nếu muốn rời Tây An vì lý do đặc biệt, người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ và công văn của chính quyền địa phương. Việc phong tỏa Tây An được đánh giá là một trong những quyết định quản lý khép kín với quy mô lớn nhất ở nước này trong năm nay. Trong khi đó, thành phố Đông Hưng, khu tự trị dân tộc Choan Quảng Tây giáp biên với Việt Nam cũng đã yêu cầu hơn 216.000 người dân trên toàn thành phố tự quản lý cách ly tại nhà. Từ 8 giờ ngày 22 tháng 12, trường học và tất cả các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, trừ siêu thị, chợ nông sản, bệnh viện và nhà thuốc, toàn bộ hoạt động kiểm tra hàng hóa và người tại cửa khẩu Đông Hưng cũng bị tạm thời đình chỉ. Đến nay, thành phố này đã ghi nhận 5 ca covid-19 và hơn 165.000 người đã được xét nghiệm tính đến 20 giờ ngày 22 tháng 12. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.